chào quý vị khán giả. Báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin tối hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Trước thềm khai giảng năm học mới, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam cho biết, thành phố đã phê duyệt hơn 420 tỷ đồng bổ sung thiết bị dạy học cho các trường học nhằm triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, ngành giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các trường học rà soát, báo cáo danh mục, số lượng thiết bị dạy học còn thiếu khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rà soát, thống kê là cần thiết bởi mỗi trường có đặc thù cơ sở vật chất và tình hình học sinh khác nhau nên danh mục thiết bị dạy học còn thiếu cũng khác nhau. Nếu trang bị đồng loạt sẽ rất lãng phí, không phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của thiết bị dạy học, ông Lê Hoài Nam cho biết. Qua rà soát, có 1.300 đơn vị trường học có nhu cầu bổ sung thiết bị dạy học phục vụ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt với tổng kinh phí mua sắm hơn 420 tỷ đồng. Theo kế hoạch, kinh phí sẽ được Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh phân bổ về cho các trường học để mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy trong năm học 2024-2025. Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn về thiết bị dạy học triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo cô Lê Thị Thùy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vân Đồn, quận 4, hiện nay danh mục thiết bị dạy học cho lớp 9, khối lớp cuối cùng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học cơ sở chưa có nên trường phải tận dụng thiết bị sẵn có, vốn là thiết bị của chương trình giáo dục phổ thông 2006. Thực tế giảng dạy những năm qua cho thấy, việc ban hành danh mục thiết bị dạy học luôn chậm một nhịp so với tiến độ triển khai cuốn chiếu chương trình giáo dục phổ thông 2018 khiến các trường bị động trong công tác quản lý và dạy học. Nhằm khắc phục tình trạng đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các trường học. Cùng với đó, việc rà soát trang thiết bị cần thực hiện đều đặn hàng năm nhằm kịp thời bổ sung cho các trường học. Thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ sẽ có nhiều vùng có mưa hoặc mưa, nắng đan xen. Người dân cần chú ý theo dõi tình hình thời tiết để có sự chuẩn bị, ứng phó với các nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất nhằm đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 31 tháng 8, tại Hà Nội trời nắng ráo, nhiệt độ ở mức trung bình. Dù buổi trưa cho cảm giác oi bức, thời tiết thuận lợi để người dân ở Hà Nội di chuyển về quê nghỉ lễ hoặc đi du lịch. Tuy nhiên, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng, Thủy văn Quốc gia, một số nơi ở miền núi phía Bắc vẫn có mưa rào cục bộ, dù thời tiết không còn xấu như những ngày trước đó. Đêm 31 tháng 8, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15mm đến 30mm, có nơi trên 70mm. Tình hình tương tự cũng diễn ra tại Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, với lượng mưa từ 10mm đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Khu vực Nam Bộ dự kiến có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8 đến 2 tháng 9, khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa nhiều, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40mm đến 100mm. Có nơi trên 150mm. Từ sáng 2 tháng 9 đến ngày 3 tháng 9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Dự báo từ ngày 31 tháng 8 đến 6 tháng 9, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên về chiều và đêm sẽ có mưa rào và dông. Mực nước trên các sông tại Tây Nguyên dự kiến biến đổi chậm. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long cũng lên chậm theo triều trong 1 đến 2 ngày đầu, sau đó biến đổi chậm. Người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lớn, đặc biệt là tại Tây Nguyên, cần chuẩn bị sẵn sàng và thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để phòng tránh những nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ. Ngày 31 tháng 8, Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam Công ty Cổ phần ACV cho biết, đơn vị đã ký kết hợp đồng gói thầu tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành. Theo ACV, từ đầu tháng 6 năm 2024, đơn vị tiến hành các thủ tục đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn công tác quản lý, khai thác sân bay Long Thành. Sau 3 tháng nỗ lực triển khai, ngày 22 tháng 8 năm 2024,
ACV công bố liên danh Incheon Airport trúng thầu. Liên danh có hai thành viên là tập đoàn cảng hàng không quốc tế Incheon Hàn Quốc và công ty cổ phần dịch vụ tư vấn PMI Việt Nam. Trong đó, tập đoàn cảng hàng không quốc tế Incheon nổi tiếng về tư vấn công tác quản lý, khai thác cảng hàng không với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các dự án cảng hàng không, nhà ga hành khách lớn, tiêu biểu trên thế giới, đạt chất lượng và được đánh giá cao bởi hành khách và các tổ chức hàng không quốc tế. Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn PMI là đơn vị tư vấn xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm, đã đóng góp vào việc xây dựng các dự án mang tính tiêu biểu trong ngành hàng không. Hiện dự án sân bay Long Thành có hơn 6.000 nhân sự và 2.200 thiết bị thi công trên công trường. Các gói thầu đang triển khai đều được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, giám sát nghiệm thu theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án, đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu. Trong đó, gói thầu số 5.10 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách khởi công ngày 31 tháng 8 năm 2023 với tổng diện tích sàn khoảng 376.451m2, với giá trị hợp đồng hơn 36.000 tỷ đồng, đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột, dầm sàn lầu và phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trước ngày 31 tháng 8 năm 2026. ACV dự kiến tiến độ thi công tuyến số 1 hoàn thành trong tháng 11 năm 2025, nút giao tuyến số 1 với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành trong tháng 8 năm 2025, nút giao tuyến số 2 với cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây hoàn thành trong tháng 10 năm 2025 và hoàn thiện công trình, bàn giao đưa vào sử dụng hoàn thành trong tháng 12 năm 2025. Khoảng 15 giờ 17 phút ngày 31 tháng 8, đoàn tàu khách SE2 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, khi đang đi chậm vào ga Lăng Cô thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bất ngờ một toa tàu bị trật bánh khỏi đường ray. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và ngành đường sắt đang huy động người và phương tiện để khắc phục sự cố. Thông tin ban đầu, sự cố không gây thiệt hại về người, giao thông trên tuyến đường sắt Bắc Nam tạm thời bị gián đoạn. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua, tàu SE2 bị trật bánh khi đi qua đoạn đường sắt thuộc địa phận huyện Phú Lộc. Trước đó vào ngày 28 tháng 7, tàu SE2 cũng bị trật bánh khi đi qua đoạn đường sắt thuộc huyện này. Chiều ngày 31 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 135 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng xuyên quốc gia, với mức lãi suất lên tới 2.190% trên năm và đòi nợ kiểu xã hội đen. Sau 10 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định, tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi như cáo trạng quy kết, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội. Đây là hệ thống cho vay có tổ chức với mức lãi suất cao. Trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể, có tổ chức chặt chẽ với cùng mục đích là thu lợi nhuận. Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, do Lý Giao Quang, người Trung Quốc, cầm đầu. Các bị cáo Giang Minh, người Trung Quốc và Nguyễn Quang Vũ, quận Ba Đình, Hà Nội có vai trò giúp sức quan trọng. Quá trình tranh tụng tại tòa, hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt. Một số bị cáo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên đây là tình tiết giảm nhẹ. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Lý Giao Quang hiện không có mặt ở Việt Nam nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, lời khai các bị cáo tại tòa, lời bào chữa của các luật sư và những người liên quan, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Giang Minh 15 năm tù giam cho cả hai tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vũ 14 năm tù giam cùng hai tội danh nêu trên. Với 133 bị cáo còn lại, hội đồng xét xử đã cân nhắc áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ phù hợp để tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo theo các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Trong đó có bị cáo được hưởng án treo, có bị cáo được tuyên mức án bằng thời hạn tạm giam, buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2017, Lý Giao Quang nhập cảnh vào Việt Nam và tạo lập các ứng dụng có tên Các Việt Nam, Vay Nhanh Pro, với máy chủ đặt tại Hồng Kông. Các ứng dụng trên được tạo ra với mục đích cho khách là người Việt Nam vay tiền, lãi suất từ 43.000 đồng đến 60.000 đồng trên 1 triệu đồng trên một ngày. Đường dây cho vay này hoạt động chủ yếu ở Hà Nội, sau này mở rộng ra các tỉnh lân cận. Để tổ chức hoạt động, Lý Giao Quang bàn bạc và thuê các đối tượng người Việt Nam tổ chức vận hành các doanh nghiệp liên quan để cho vay và đòi nợ.
để thu hồi tiền vay. Các bị cáo chia nợ theo từng nhóm. Với nhóm quá hạn 4 đến 9 ngày, các bị cáo sẽ gọi điện chửi bới, lăng mạ, đe dọa. Nhóm quá hạn 10 đến 17 ngày sẽ đăng ảnh của khách hàng vào các tài khoản Facebook của khách hàng hoặc ghép ảnh khách hàng khỏa thân, quan tài, truy nã. Nếu nhóm quá hạn 18 đến 25 ngày, các đối tượng đăng ảnh cắt ghép lên các trang mạng xã hội, khu vực quanh nhà, trực tiếp đến nhà riêng đe dọa. Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 5 năm 2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế, thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng thông qua việc cho hơn 120.000 khách hàng vay tiền.